Vì sao VinFast lại mang 999 chiếc với F8 đến Mỹ và cung cấp thêm dịch vụ cho thuê hàng tháng? Đó là điều khiến nhiều người thắc mắc về chuyến tàu kỳ lạ này của VinFast. Nhưng có lẽ tôi đã biết được nguyên nhân tại sao. Trong thông báo mới nhất, CEO của Autonomy, nền tảng cho thuê xe tại Mỹ, vừa đặt đơn hàng 2.500 chiếc với F8 nói rằng công ty đang gặp khó khăn về tài chính và nếu cần thiết, vị CEO có thể sẽ bán tài sản để duy trì công ty, theo Business Insider. Đó là một tin buồn đối với Autonomy và đối với VinFast cũng vậy khi những chiếc với F8 sẽ khó lên kệ hàng của Autonomy. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho hãng xe Việt học tập cách bán hàng giống như Tesla. Và có lẽ bạn không biết, Tesla là một trong những hãng xe đầu tiên cho phép người dùng thuê xe hàng tháng từ chính hãng mà không phải thông qua bên thứ ba. Nhưng tất nhiên, giá sẽ cao hơn một chút xíu. Vì vậy, trang tin Carbros đã rất quan tâm về tính kinh tế của hình thức cho thuê xe giữa VinFast và Tesla. Cụ thể hơn là giữa mẫu VF8 City Edition và Tesla Model Y. Và họ có một bài so sánh cả về hiệu năng lẫn giá thành mang tên VinFast VF8 cho thuê rẻ hơn Tesla Model Y, nhưng liệu có đáng? Và hãy bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay sau khi các bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút like video này và đăng ký kênh nếu như thông tin này thú vị. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Autotop VN. Sau khi nghe thông tin Autonomy gặp khó, nhiều người sẽ nghĩ đây là tin dữ đối với VinFast. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Và nếu muốn biết tại sao Autonomy lại rơi vào cảnh khó khăn thì hãy đến với câu chuyện đầu tiên. Trong một email nội bộ vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, CEO của Autonomy là Scott Painter đã nói rằng chúng ta đang ở trong tình trạng rất eo hẹp về tiền mặt. Quan điểm của tôi là công ty này sẽ tồn tại bất kể điều gì xảy ra. Nó có thể sẽ đòi hỏi những quyết định khó khăn hơn và thậm chí có thể yêu cầu tạm dừng tăng trưởng để vượt qua khó khăn. Tôi đã xây dựng nhiều công ty trong suốt cuộc đời mình. Tôi tự hào về Autonomy cũng như những gì chúng ta đã đạt được hơn bất kỳ đơn vị nào khác. Bức tâm thư này cho thấy công ty cho thuê xe này đang có những khó khăn về tài chính trong ngắn hạn, nhưng không thể nói là họ sắp phá sản vì vẫn chưa có thông báo chính thức nào hết và mọi hoạt động của công ty vẫn đang diễn ra bình thường. Trong suốt 8 tháng năm ngoái, mọi hoạt động của Autonomy từng được đánh giá là tăng trưởng cao và công ty này không phải là công ty duy nhất cho thuê xe tại Mỹ, nhưng lại là công ty duy nhất chỉ cho thuê xe điện. Và mẫu xe chủ yếu của họ là Tesla. Một báo cáo vào tháng 7 cho thấy công ty này nhập đến 200 chiếc Tesla mỗi tuần và đặt hàng thêm 23.000 chiếc xe điện khác từ các hãng như Rivian, Ford, Volkswagen. Hãng cho thuê xe này chia sẻ họ muốn thâu tóm gần như toàn bộ số xe của Tesla, bao gồm cả xe tồn kho cũng như xe của khách hàng hủy bỏ đơn hàng. Tuy nhiên, đây chính là nguyên nhân khiến Autonomy rơi vào cảnh khánh kiệt. Hẳn bạn vẫn còn nhớ, cuối tháng 12 vừa qua, Tesla tuyên bố giảm giá $7,500 cho các mẫu xe phổ biến của họ, khiến đội xe của Autonomy tụt giá trị đáng kể. Không những vậy, nhu cầu xe điện trong 3 tháng cuối năm đang tụt giảm và thị trường tài chính cũng trở nên khó khăn hơn. Đó cũng chính là lý do khiến VinFast phải rời kế hoạch IPO sang tận năm sau. Dù vậy, đó chỉ là những khó khăn trong ngắn hạn mà công ty này phải đối mặt. Nhiều công ty khởi nghiệp khác cũng rơi vào cảnh tương tự và chúng ta không thể kết luận rằng họ sẽ phá sản chỉ thông qua một email nội bộ. Nhưng đối với VinFast, đơn đặt hàng 2.500 chiếc VF8 có thể sẽ bị hoãn lại và việc tung ra gói cho thuê phiên bản City Edition cho thấy họ đang học tập cách bán hàng của Tesla. Còn nếu muốn biết tác động của việc VinFast sẽ lên kệ của ông lớn cho thuê xe này có ý nghĩa như thế nào thì bạn chỉ việc ấn vào góc bên trái màn hình, tôi đã để link ở đó. Và hãy đến với phần tiếp theo để xem những so sánh của trang tin Carbros giữa chiếc VinFast VF8 City Edition và Tesla Model Y. Việc VinFast tung ra tùy chọn cho thuê cho thấy hãng xe này đang muốn vận hành một hình thức kinh doanh mới giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận những chiếc xe điện của họ với lựa chọn tài chính phù hợp, cũng giống như Tesla. Và hãy đào sâu vào bài viết của trang tin Carbros để xem họ có những đánh giá như thế nào. Trên trang chủ của VinFast US, hãng xe Việt tung ra tùy chọn đặc biệt dành cho khách hàng California với tùy chọn cho thuê phiên bản VF8 Eco City Edition là $599 mỗi tháng và bản Plus là $699 mỗi tháng.
Tesla cũng có tùy chọn tương tự dành cho mẫu Model Y với mức giá 834 đô la mỗi tháng dành cho phiên bản Long Range và 939 đô la mỗi tháng với phiên bản Performance. Cả hai hãng đều giới hạn thời gian cho thuê trong vòng 24 tháng, 100.000 dặm trên mỗi năm, nên có khá nhiều điểm tương đồng để cả Bus có thể so sánh. Đầu tiên là về chi phí thuê, người dùng sẽ tiết kiệm được từ 235 đến 240 đô la nếu lựa chọn chiếc VF8 thay vì Tesla Model Y. Tuy nhiên, con số này là một sự đánh đổi nếu so sánh về hiệu năng của hai chiếc xe. Và bài báo của Carbus tập trung chủ yếu vào phiên bản VF8 Eco và mẫu Model Y Long Range. Phiên bản VF8 Eco đi kèm với bộ pin 82 kWh, chỉ cho phép phạm vi hoạt động 179 dặm, tức 288 km. Lưu ý rằng, con số này được đo theo tiêu chuẩn EPA và hãng sẽ có thêm cập nhật tăng quãng đường di chuyển trong tương lai. Động cơ điện kép của VF8 tạo ra công suất 349 mã lực cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,5 giây. Nhưng so với chiếc Model Y thì có sự chênh lệch. Model Y Long Range có pin 81 kWh nhỏ hơn, nhưng phạm vi hoạt động lên tới 330 dặm, tức 531 km. Động cơ điện cũng mạnh mẽ hơn với 425 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0 lên đến 96 km/h trong 4,8 giây. Điều đó lý giải tại sao Tesla lại có giá thuê đắt hơn chiếc VinFast VF8 và có vẻ như đáng giá với con số chênh lệch 235 đô la mỗi tháng. Nếu so sánh với phiên bản Plus với công suất 402 mã lực và tăng tốc trong 5,3 giây thì VinFast vẫn thua Tesla. Thậm chí nếu khách hàng lựa chọn thuê mẫu Tesla Model Y trong vòng 36 tháng thì sẽ chỉ cần bỏ ra thêm 90 đô la mỗi tháng so với mức giá 699 đô la trên một tháng của phiên bản mạnh hơn VF8 Plus. Đối với phạm vi và hiệu suất vượt trội, Tesla là một sự lựa chọn không cần bàn cãi. Đồng thời, Carbus cũng cố gắng tìm kiếm một sự so sánh thuận lợi hơn như Toyota BZ4X, cung cấp hợp đồng cho thuê 36 tháng cho phiên bản XLE, giá khởi điểm là 42.000 đô la. Với khoản thanh toán hàng tháng 777 đô la, với giả định giảm 3.427 đô la. Hợp đồng thuê 3 năm sẽ không giống với VinFast, nó cũng bao gồm 12.000 dặm mỗi năm. Nhưng Toyota trung bình lên tới 10.500 đô la mỗi năm, đã bao gồm khoản trả trước, so với 10.075 đô la cho VF8 Eco City Edition hoặc 11.782 đô la cho phiên bản Plus. Nhìn chung, Carbus đánh giá sự chênh lệch khoảng 240 đô la mỗi tháng giữa VF8 City Edition và Tesla Model Y Long Range là một sự đánh đổi về mặt hiệu năng cũng như quãng đường di chuyển. Nhưng nếu lựa chọn thời gian thuê dài hơn và trong vòng 36 tháng, thì Tesla Model Y là một lựa chọn hấp dẫn hơn cả phiên bản mạnh hơn của VinFast, VF8 Plus City Edition. Chưa kể đến trên thị trường đang có rất nhiều lựa chọn xe điện khác cho khách hàng với số tiền gần như tương tự. Đây chính là thế khó cho VinFast khi một vài hãng xe khác cũng đang bắt đầu áp dụng tùy chọn cho thuê tương tự. Nhưng VinFast là hãng duy nhất cho phép khách hàng mua lại chiếc VF8 mà họ đã thuê sau khi kết thúc hợp đồng với mức giá 37.442 đô la dành cho phiên bản Eco và 41.405 đô la dành cho phiên bản Plus và sẽ chỉ mất thêm 350 đô la phí mua lại đối với cả hai phiên bản. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể tạo ra đủ sức hấp dẫn với khách hàng Mỹ khi VinFast là một thương hiệu non trẻ. Nhìn chung, VinFast cần bổ sung thêm một số tùy chọn có lợi cho khách hàng khi cho thuê như miễn phí bảo dưỡng hoặc tặng bảo hiểm để gia tăng sức cạnh tranh hơn. Và đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay. Hãy để lại bình luận ở bên dưới nếu như bạn có bất kỳ chia sẻ nào. Và hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like, share và subscribe video này nếu như thông tin của chúng tôi hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.